Đã ngủ quá à. Ủa Hiếu, coi chung nè Hiếu. Hiếu, thôi tụi bay ngồi coi đi, tao vô học trước á. Gì? Ủa còn sớm mà. Kệ đi, tiếp đi. Hiếu này đi đâu ta? Nó kêu tôi tự về đi, nhà nó có việc gấp, nó về trước. Ủa con này nay có việc gì gấp gì trời? Nhưng mà làm sao để bà về mình được? Không sao, nó có việc gấp mà. Tôi chở bà về nha. Đi. Chiều nay cũng phải học bù đầu nữa. Dừng ở đây được rồi Khôi ơi. Ủa? Nhưng mà còn một đoạn nữa mới tới nhà bà mà. Tôi qua cô Bảy mua đồ cho ba tôi rồi mới về. Vậy tiền xe ôm của bà là 50 ngàn nha. Thích 50 ngàn không? Đau, giỡn xíu. Thôi tôi về nha. Vậy cẩn thận nha, bye bye, mai gặp. Vô. Ủa, cậu Khôi. Dạ. Hiếu chưa có về, cậu có muốn nhắn gì không? Nói với tôi đi, lát Hiếu về tôi nói giùm cho. Ủa, Hiếu chưa về luôn hả Vô? Chưa. Con qua đây để con lấy cuốn vở. Nó lấy nhầm cuốn vở của con. Mà chiều nay con học cái môn đó. Cho nên là xin lỗi chú, con bỏ trong này rồi mà con quên tưởng nó lấy nhầm của con. Dạ. Thì thôi không có gì nữa, con về nha chú. Chào cậu Khôi nha. Dạ. Ê mày, nhà mày hôm qua có chuyện gì hả? Vậy là cái gì mày? Thì chuyện hôm qua đó. Bộ nhà mày có chuyện gì gấp tới mức mà không chở An gì luôn vậy? À, nhà có đứa em họ mới lên chơi, nên tao phải về sớm để chơi với lại giữ nó. Bà quản gia nhà mày đâu? À, có việc về quê 2 tuần rồi. Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Điều tra tao hả? Đâu có, tao quan tâm coi có cần gì tao giúp không thôi. Cảm ơn mày nha. Vậy là nó đang nói xạo hả tao? Đúng rồi, nó đang giấu mình cái gì nữa nè. Hôm qua tôi có qua nhà nó gặp bà Vú. Vậy mà nó dám nói với tôi bà Vú về quê 2 tuần rồi. Tôi cũng không hiểu nữa. Dạo này thấy nó cứ kỳ kỳ. Mà thôi, lát tan học á, nhóm mình có việc làm nè. Nhớ thằng Huy không? Hả? À, thằng Huy chủ quán cà phê hả? Đúng rồi. Nó kêu á, lát mình qua cánh cà phê nó. Nó có vụ này nhờ mình giải quyết. Mà nghe đồn á, ly kỳ lắm. Cho em trái dừa chị ơi. Uống cà phê xong rồi đi qua đó luôn. Tao kẹt mấy đứa em dưới quê, còn phải về chăm tụi nó nữa. Chắc đợt này tao không có tham gia tụi bay được đâu. Đó, tụi bay thấy sao? Chỉ cần vẽ một câu chuyện rồi xử lý trong quán của tao, tao quay phim lại tao đăng lên mạng. Tụi bay có tiếng, tao có khách, cả hai đều có lợi, vẹn cả đôi đường. Thấy hợp lý không? Vậy đó là cái vụ án ly kỳ mà mày tính kể cho tụi tao quá hả? Không những mà nó ly kỳ không nha, tụi bay phải vẽ sao cho nó rùng rợn. Nó nhiều drama giống như phim Hollywood vậy. Rồi giải quyết trong quán của tao. Tụi tao chỉ giải quyết những vụ án đàng hoàng thôi, chứ đâu có dựng chuyện lên như vậy được. Thì giờ tao dựng lên cái kịch bản đàng hoàng cho mày giải quyết. Em trai, tới cho anh một ly trà đường. Rồi tụi bay suy nghĩ đi, rồi có gì nói tao. Nước này tao mời á. Về ba. Em xin lỗi, chị có sao không ạ? Không sao đâu. Thằng Hiếu mấy nay nó bị cái gì á? Có chuyện gì đó mà ám nó úp mở mở hoài à. Lại còn nói xạo tụi mình nữa chứ. Có khi nào nó giận mình chuyện gì muốn nghỉ chơi với mình không ta? Ừ, lớn rồi ai làm như vậy? Có gì phải nói thẳng chứ. Với lại tính của mập trước giờ có vậy đâu, lúc nào cũng lụa thủ sau lưng mình mà.
Hay là mình qua nhà nó tìm hiểu xem không? Đã biết chuyện gì đâu mà qua tìm hiểu. Này nó kìa ba. Ủa? Hôm nay nó chở thằng nhỏ nào vậy? Thì ra là thằng này có bồ rồi. Hèn gì mấy này cứ lén lén lúc lúc. Khoan mà con nhỏ này tôi nhìn quen lắm. Gặp ở đâu rồi thì phải. Em xin lỗi chị có sao không ạ? Không sao đâu. À tôi nhớ ra rồi. Thằng Huy có kể cho tôi. Cái lúc mà hai đứa mình đi á, thằng Hiếu có quay lại quán. Tao không ngờ thằng Mập nó mê gái vậy. Thôi đừng có trách nó. Lâu lâu nó mới có người yêu mà. Nó kìa. Mà sao nhìn nó có vẻ buồn buồn nặng nề sao sao ta. Chắc là hồi tối đi chơi với người yêu về khuya đó. Thôi vô lớp đi. Tôi không ngờ là con người có thể thay đổi về tình yêu tới vậy. Nhưng mà tôi thấy nó thay đổi không phải theo hướng tích cực đâu. Mỗi ngày mỗi xuống sắc hẳn. Đi hỏi nó xem sao. Ê, mới sáng ra mà mặt mày biết xị vậy mày? À, đâu có gì đâu. Đâu có gì. Tao thấy mày dạo này lạ lắm á nha. Bộ có người yêu hay gì hả? Có người yêu hay không là chuyện của tao. Liên quan gì tới mày? Ơ hôm nay muốn đi chơi ở đâu? Đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh là em vui rồi. Lẹ lên mày ơi! Với trẻ như này lạ ghê á. Ra quán nước mà còn hôn nhau nữa. Thôi kệ người ta đi. Dạ đây, nước của hai anh chị đây. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Ê, nó có nhận ra mình không ta? Yên tâm đi, mình ngụy trang kỹ như vậy rồi, không ai nhận ra mình nữa đâu. Bà thấy nóng không? Uống đi cho mát. Em thấy sáng giờ mình đi chơi cũng lâu rồi á. Hay là bây giờ mình về ha anh? Tại em cũng hơi mệt rồi á. Ừ, vậy mình về ha. Ủa nó mất tiêu rồi. Đi lẹ lẹ ông ơi. Kêu tính tiền đi. Tính tiền chị ơi. Lẹ lên ông, sắp mất dấu nó rồi kìa. Nãy giờ tôi cũng đạp nè, bà làm với bà nhẹ lắm vậy. Có nhẹ không? Nhẹ, nhẹ. Ê, nó kìa, nấp vô, nấp vô. Ấy nó ra rồi kìa. Nó ra có một mình rồi. Vì là con nhỏ này ở trong cái đường này. Ủa? Bà đó đang nói chuyện với ai vậy ông? Sao tôi biết được? Mấy bạn ơi! Cho mình hỏi nhà cô Bảy Tập Quá ở đâu vậy? Em không biết chị. Thôi cảm ơn nha. Thì ra là nhỏ đó bắt cá hai tay.
Tao phải về nói cho thằng Hiếu biết mới được. Tại sao tụi bay theo dõi tao? Nhờ tụi tao theo dõi mày mới biết được sự thật cái con người mày đang quen là như thế nào đó. Bảo là anh trai của Hiền, nên chuyện hai người thân mật với nhau là chuyện bình thường thôi mà. Anh trai? Hả? Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao tụi bay theo dõi tao. Thì tụi mình là bạn mà, tụi tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi. Tụi bay làm ơn đi, đừng có xen vào cuộc sống của tao nữa. Chuyện của tao, tao tự lo được. Tụi bay làm ơn đi, đừng có xen vào cuộc sống của tao nữa. Chuyện của tao, tao tự lo được. Mày coi thử coi, mày biết nhỏ này không? Bữa trước ăn từ quán mày đi ra có đụng trúng nhỏ này. Em xin lỗi, chị có sao không ạ? Không sao đâu. Coi nhỏ này đúng không? Ừ. Không biết. Nhưng mà tao biết cái thằng kế bên nè, cái thằng này nè. Nó là thằng Bảo nhỏ ở xóm trên. Nó là doanh nhân hả? Thằng này mà doanh nhân gì ba? Nó doanh nhân sòng bạc á. Doanh nhân là cái vỏ bọc của nó thôi. Nó lông bông, ăn chơi rồi tối ngày đi cờ bạc. Hồi trước hay tụ tập ở quán tao kéo xì dách nè. Tao cũng kéo chung nó. Mà lúc này thấy mất tiêu rồi. Ngủ hoài cũng thấy. Ê Quy, nói nghe nè. Mày có muốn điều tra với tụi tao vụ án này không? Thì không? Mày cho tao thông tin và địa chỉ của nó đi. Xíu nè, được rồi. Vì kể từ đây tụi mình là một đội. Yes. Tới địa chỉ rồi nè, đi thôi. Khoan đã, nhìn tụi bay chưa chất dân chơi đâu. Đi vô. Lost personas all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. Mật khẩu. Mùa xuân. Hoa nở. Là vì em. Vô. Sai mật khẩu. Get go, get go. Vô. Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out. Yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment. I swear I could levitate. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Ê, mày vô đây đánh bài hay điều tra? Mày nhìn dữ vậy? Lấy cái tay nó cho tao! Kẹt!
Trời ơi, thả cho em đi, đừng có chặt tay em mà. Đại ca cho em một tháng. Không không, một tuần. Em gom tiền em trả lại cho đại ca liền. Tao cho mày 5 ngày. Thả gom đủ cho tao. Dạ. Mẹ của bạn gái tao bị bệnh nặng, cần tiền để điều trị. Tao giúp là chuyện của tao. Mắc mớ gì tụi bay xí vô.